Nội dung cuối cùng trong cái bài phương pháp tài khoản kế toán này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về số hiệu của các tài khoản kế toán. Tại sao lại phải phát minh ra cái số hiệu tài khoản kế toán này? Tôi lấy ví dụ như các bạn mua hàng và các bạn chưa thanh toán cho người bán thì nó sẽ phát sinh ra một khoản phải trả cho người bán, đúng không ạ? Thế nhưng có những người thì gọi đây là khoản nợ phải trả khi mua hàng, có người thì gọi là phải trả cho người bán. Cho nên là cái tên gọi nhiều khi nó không thống nhất với nhau. Và để khắc phục được cái điều đấy thì người ta sẽ không gọi bằng tên nữa, mà người ta sẽ mã số cho các tài khoản. Cụ thể, mỗi một tài khoản thì sẽ được gắn cho một số hiệu cụ thể. Ví dụ như sau ạ. Đối với khoản tiền mặt, lúc này tôi không gọi nó là tài khoản tiền mặt nữa, mà tôi mã hóa cho nó bằng 3 chữ số, tài khoản 111. Tương tự như vậy, đối với khoản tiền gửi ngân hàng, tôi mã hóa cho nó số 112. Đấy. Cái số hiệu này thì làm thế nào để các bạn có thể biết được? Thì các bạn có thể về tham khảo trên trong giáo trình, nó cũng đã ghi về cái hệ thống các cái số hiệu các tài khoản rồi. Và những tài khoản mà có 3 số hiệu như thế này, ví dụ 1 2 3 này, 1 2 3, những cái mà có 3 chữ số trong cái số hiệu của nó thì người ta gọi đấy là tài khoản tổng hợp. Vậy có trường hợp nào nó có nhiều hơn 3 chữ số không ạ? Có trường hợp nhiều hơn 3 chữ số, cụ thể nó từ 4 chữ số trở lên. Tôi lấy ví dụ như 1111, 1112. Điều này là gì? Khi nào nó phát sinh cái này? Cái này nó tùy thuộc vào cái nhu cầu quản lý của đơn vị. Khi chúng ta cần chi tiết hơn các tài khoản tổng hợp thì các bạn sẽ mở thêm giống như là các cái tài khoản con của nó ấy. Thì những cái tài khoản mà có từ 4 chữ số trở lên này người ta gọi là tài khoản chi tiết. Để biết được rõ hơn về tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết cũng như các cái mối quan hệ của hai loại tài khoản này thì các bạn sẽ được tìm hiểu kỹ hơn ở trong bài học sau. Và khi học đến cái số hiệu tài khoản này rồi thì chúng ta sẽ có thêm một cái cách phân loại tài khoản kế toán mới, đấy là phân loại theo đầu số hiệu tài khoản. Tôi lấy ví dụ như nhóm tài khoản đầu tiên, tài khoản kế toán đầu 1, đầu 2 thì tôi gọi đấy là nhóm tài khoản tài sản. Các bạn có thể lấy ví dụ cho cái nhóm này. Ví dụ, lúc nãy chúng ta thấy nhóm tài khoản tiền mặt các bạn có 111, tiền mặt là tài sản đầu 1. Tài khoản thứ hai, tài khoản tiền gửi ngân hàng 112 vẫn là đầu 1. Tài khoản thứ hai, tài khoản 211, tài sản cố định hữu hình, chúng ta có đầu 2, nó cũng là tài sản của doanh nghiệp. Nhóm tài khoản thứ hai là nhóm tài khoản đầu 3 và đầu 4. Đây là thuộc nhóm tài khoản nguồn vốn. Tôi lấy ví dụ, tài khoản phải trả cho người bán các bạn có số hiệu 331. Đầu 3. Tài khoản nguồn vốn kinh doanh các bạn có tài khoản 411. Đầu 4. Nhóm tài khoản tiếp theo đầu 5 và đầu 7, đấy là nhóm tài khoản liên quan đến doanh thu thu nhập. Ví dụ tài khoản 511. Đầu 5 nó liên quan đến doanh thu bán hàng. Hoặc tài khoản 711, đầu 7 nó liên quan đến các khoản thu nhập khác. Một nhóm tài khoản nữa, đấy là nhóm tài khoản thuộc nhóm chi phí, nó sẽ có đầu 6 và đầu 8. Tôi lấy ví dụ, tài khoản 621 chi phí liên quan đến nguyên vật liệu trực tiếp. Thứ hai, tài khoản 622 chi phí liên quan đến tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất. Và cuối cùng là nhóm tài khoản đầu 9, đấy là tài khoản xác định kết quả kinh doanh và chúng ta có một tài khoản duy nhất thôi, tài khoản 911. Tên của nó chính xác là tài khoản xác định kết quả kinh doanh.